Dù đây là mười điều nắng chẳng khi sống tốt với những người có tính đẹp không tốt, hay còn gọi là kẻ xấu. Đừng để gian tin tưởng, đừng vội tin tưởng hoàn toàn vào lời nói hoặc hành động. Còn người có tính cách không tốt hay luôn thận trọng và xem xét kỹ lưỡng. Không chia sẻ quá nhiều, tránh chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân hoặc các ghé lách quan trọng của bạn. Với những người này họ có thể lợi dụng thông tin đó để gây hại cho bạn. Tránh nhìn vào điều mù mờ, đừng để bị lôi kéo vào các âm mưu kế hoạch không minh bạch hoặc phi pháp mà họ có thể đề xuất. Không để cảm xúc chi phối khi đối phó với những người có tính cách không tốt. Đừng để cảm xúc như tức giận, sợ hãi hoặc xúc động chi phối quyết định của bạn. Đừng trả đũa, tránh hành động trả đũa hoặc phản ứng mạnh mẽ với những hành vi xấu của họ. Điều này chỉ làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Không phụ thuộc, tránh đặt bản thân vào tình huống phụ thuộc vào họ. Dù là về tài chính, tinh thần hay bất kỳ khía cạnh nào khác, đừng tạo cơ hội cho họ lợi dụng. Cố gắng không tạo ra những tình huống mà họ có thể lợi dụng để đạt được mục đích cá nhân. Không để bị thao túng, hãy tỉnh táo và không để bị thao túng bởi lời nói ngọt ngào hoặc những lời hứa hẹn từ họ. Tránh tranh cãi vô ích, đừng mất thời gian tranh cãi với họ về những điều không quan trọng. Điều này chỉ là mất năng lượng của bạn mà không mang lại kết quả tốt. Không để bản thân thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Dù